gì? Ba tôi làm gì mà khổ quá vậy mẹ? Cái này là đồ ăn sáng của mẹ nha. Mẹ sẽ ăn món này, còn này là của Chip. Dạ không. Sao vậy? Sang chảnh nữa. Thôi, bà đặt sang chảnh đó, con ăn này đi. Dạ. Con là ăn thịt kho tiêu, còn đồ ăn giác vàng là mẹ. Đúng, đúng. Chứ con đồ ăn sang chảnh, con biết gì đâu mà sang chảnh. Đúng, hợp lý. Sang chảnh, vậy giờ hai mình ăn chung nha. Được không? Chứ tính dành ăn một mình hả? Ăn chung đi, nha. Rồi đây, mình cho Chip ăn chung nha. Đây. Cái này là nước uống đông trùng, mẹ cho Chip uống nha. Một cái ly này là 1 triệu bạc đó. Có con đông trùng nè. Ngon không? Ngon. Ngon rồi, thôi đưa dĩa đó cho mẹ đi. Xong rồi. Mẹ ăn dĩa này, Chip ăn dĩa thịt kho tiêu đi. Sao giờ uống cái kia rồi? Không, cái đồ ăn này con thấy ông giác vàng. Mà cái này là theo mẹ ăn thôi chứ Chip ăn không được. Vậy thôi mình ăn chung đi, mình xách cho Chip ăn. Đây là một cái bữa ăn sáng của Hương nha mọi người. Thì sáng nào cũng thường sẽ ăn như vậy, nó biến tấu rồi nhiều món thôi. Biết ăn con này không? Dạ không. Con đông trùng hạ thảo của Bhutan á. Bhutan hơi nhẹ. Ăn thì sang chảnh mà cho cắn cái nè. Cắn cái hơi nhẹ. Ừ, cắn là nhai nha. Cắn đi. Hai. Lẹ. Con này nó không phải cái này là cái cây chứ không phải cái con. Lẹ thì giỏi mày thường. Con này sai đuôi quá. Không phải cái đuôi. Vậy mày ăn cái đuôi nữa chưa? Ừ nha. Rồi Chip cắn rồi đi. Không mất cái đuôi rồi, cắn cái thôi, cắn cái. Rồi nhai đi. Nó sợ. Ngon không? Nó sợ. Mẹ uống đâu? Cái này đó là sáng nào Hương cũng thường hay uống nha. Một con đông trùng với lại xà phong. Mình uống cái này là giúp cho mình khỏe, giúp cho mình trẻ, sáng nào cũng uống hết. Mẹ ơi, ừ. Ăn đi. Nè, ăn này đi. Cái này không phải cái con đâu. Ngon không? Ngon. Chứ đói bụng rồi hả? Dạ. Giờ Chip ăn thịt kho tiêu hay Chip ăn cái này? Cái này. Đây nha mọi người, đây là cái món cơm giác vàng. Đây, cái món này thường thì mình ăn nó sẽ giúp cho mình có được cái may mắn nè, giúp cho mình có tiền và đặc biệt là cho một cái cảm giác sảng khoái á mọi người. Giống như sáng nào ngủ dậy cũng là được ăn cơm giác vàng hết. Đây, Hương sắn vào cơm cho mọi người coi nha. À, cho con ăn. Ừ. Cơm giác vàng. Còn đây là bò giác vàng. Cho con ăn thật. Đây, quay gần cho mọi người coi nha. Những cái đồ ăn này được phủ vàng 24k đầy hết luôn. Mẹ cho con ăn thật nhé. Ừ. Mẹ ăn trước đi, Chip ngồi nhìn đi. Như vậy mẹ nhé. Mẹ thật kho tiêu không? Thật không ăn mẹ. Vậy là con ăn thật kho tiêu nha, mẹ ăn thật màu vàng nha. Sao vậy nhảy? Bị dụ rồi. Sao vậy? Chứ con thích ăn thịt nào? Mày ví dụ rồi. À, thích ăn thịt này hả? Con cũng thích ăn thịt màu vàng nữa hả? Đúng rồi. Đây. Cắn ra miếng nhỏ nhỏ cho Chip dễ nhai nha. Ngon không? Ngon. Cái này là bò con bé. Nhưng mà tại vì mình thấy ở ngoài quán người ta cũng có làm nên này ở nhà mình kêu bếp chế biến thử. Cũng ra y chang. Mà của mình khác cái còn có cơm giác vàng nè. Hay là cái gì đó thôi. Chuối giác vàng nữa. À. Nào gắn đi. Ngon. Ừ. Ngon lắm á mẹ. Ngon. Ngon lắm á. Mời đẹp. Mời đẹp. Mẹ ăn cơm đi kia. Hay là bò nha. Con cũng thích ăn bò cháu mẹ. Dài không chứ? Dạ không. Nút luôn rồi mẹ. Nút chưa? Đây đó là. Nó cho Chip miếng nữa. Cho con miếng cơm nữa. Ừ, ngon không? Con ăn ké mà con ăn nhiều vậy chứ. Cái này đồ ăn sáng của mẹ mà. Con ăn của con. Ăn ké mà ăn nhiều vậy. Hôm nay Chip không đi học hả? Không. Sao vậy? Con ăn nhà với mẹ. Nhà mẹ làm gì? Nhà không. Ăn ké gì? Đúng rồi. Nhà ăn ké. Nè cho Chip miếng thịt bò nè. Ngon không? Ngon không?
Để tới mẹ nha. Đây chỉ là một cái clip vui để em chia sẻ về bữa ăn sáng của em thôi nha. Nếu mọi người thích đó thì mọi người xem, đăng ký kênh để ủng hộ. Còn nếu mọi người không thích thì cũng đừng ném đá nha. Mẹ, mất công có nhiều người ném đá. Mất công ăn cơm đi. Cơm phải không? Dạ. Ăn ké. Ngon. Dạ ngon. Nói là mày đốt thịt bò chứ ăn nha. Dạ. Mọi người ơi, tối khoảng ngày 7 giờ là Hương thường hay có livestream ở trên kênh TikTok á. TikTok ID là gì thằng? Bà Trùm Phong Thủy 309 nha. Tối 7 giờ mỗi ngày, cho nên mọi người muốn xem live của Hương á thì nhớ vô trong TikTok của Hương mỗi ngày để xem live nha. Cắn ra, cắn ra. Sắp tới trên kênh YouTube của mình cũng sẽ ra nhiều cái video, nhiều đoạn phim. Nhưng mà mong là mọi người sẽ ủng hộ, tại vì đó là những cái phim vui, những cái phim mà được mình tái dựng lại, chứ không có phải là người thiệt nha mọi người. Nó chỉ là những cái câu chuyện tái dựng lại thôi. Thì hy vọng mọi người xem sẽ ủng hộ kênh cũng như là nhấn đăng ký kênh nha. Mẹ ăn cái lớn này. Ăn hết với bò chứ hết chưa? Dạ. Ngon không? Ngon lắm. Cái gì? Ngon lắm. Tưởng nó còn nóng chứ nóng không? Dạ không. Ngon lắm không? Dạ ngon lắm. Vậy ăn xong rồi chiếc trả tiền nữa nha. Ừ, không, không. Đã lấy tiền đóng heo trả lại nha. Rồi.